Bà Carmen Lopez, một người dân Caracas, cho biết đời sống của người Venezuela ngày một khó khăn hơn do tình trạng thiếu các dịch vụ công cộng cơ bản, càng lúc càng nghiêm trọng. Và giờ đây, người dân Venezuela không chỉ phải xếp hàng dài để lấy đồ ăn, họ còn gặp không ít khó khăn trong việc lấy nước sinh hoạt. Tôi gạn thức ăn ra rồi chất nước vào trong bình, rồi tôi dùng nước đó để cọ nhà tắm. Đây là cách bà Carmen Lopez vừa lau dọn nhà, vừa tiết kiệm nước. Do tình trạng thiếu nước sinh hoạt ngày một nghiêm trọng, bà phải đi nhiều nơi khác nhau để lấy nước. Tình trạng này đã kéo dài hơn một năm nay và chúng tôi còn chịu ảnh hưởng bởi những đợt cắt điện. Tủ lạnh của tôi hỏng rồi vì điện thường xuyên bị ngắt. Bà Carmen phải ngồi xe lăn, thế nên bạn bè và gia đình giúp bà đi lấy nước. nếu được lấy từ sông, khe suối hay bất cứ nơi nào mà họ tìm thấy. Những người dân ở đây lo ngại dịch bệnh có thể bùng phát do tình trạng mất vệ sinh khi người ta phải lấy nước, vận chuyển và tái sử dụng nước. Giờ đây có một nhóm người mắc tiêu chảy, cả người già và trẻ em đều bị mất nước. Một số người rất nghiêm trọng. Lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro tiếp tục cáo buộc Mỹ phá hoại hệ thống điện của nước này trong âm mưu lật đổ ông. Mỹ đã lên tiếng phủ nhận, tuy vậy ông Maduro thúc giục người dân chuẩn bị trường kỳ chống chọi với khó khăn. Tất cả mọi người nên có đài radio với pin để được cập nhật thông tin, chuẩn bị cả đèn pin và nến nữa. Người dân Caracas cũng phải tiếp tục đối mặt với tình trạng khan hiếm thực phẩm. Chúng tôi ăn gạo và đậu từ sáng tới trưa. Đấy là thực đơn đấy. Ba tháng nay tôi chưa được ăn miếng thịt nào. Tôi còn chả nhớ nó có vị ra sao nữa, trong một nghiên cứu được thực hiện bởi hai trường đại học Venezuela, hơn 70% hộ gia đình tại đất nước này chịu cảnh thiếu nước hơn hai lần mỗi tuần. Một thực tế ảm đạm đối với những người dân Venezuela, những người đang lo ngại tình hình sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.